Trời ơi, cái đồ khốn nạn, cái thằng cha già mắt vện, mày ngủ với con gái nuôi của mày hả? Cha già mắt vện, cha già mắt vện, cùng con quỷ này, mày giật chồng của tao hả con? Mày giật chồng của tao hả? Tao giết mày, tao giết mày, tao buông giết ra. Mày nè, buông ra. Điện đồ của con đó nè, làm cái gì vậy? Ông Minh nói phải không? Trời ơi trời, nuôi ông tay ấp nè trời. Cái con kia, mày trả ơn cho tao như vậy phải không? Mày trả ơn cho tao như vậy phải không? Trời ơi, bà tưởng bà chính truyền lắm hay sao? Ông nói cái gì? Ông tính lật lọng phải không? Bà ngủ với thằng Bảo tài xế bao lần rồi? Bà tưởng bà qua mắt được tôi hay sao? Nếu cần tôi trưng bằng cớ ra liền, bà rút tỉa của tôi hết bao nhiêu tiền để nuôi nó càng ngày càng thêm mập. Nè nè, có chừng lố, lố lắm nghe ông. Ông ăn trả thì bà ăn nem có gì đâu lạ, thế bà ăn bậy thì tôi cũng ăn bà. Bà mà la tôi ra tòa ly dị bà luôn. Chừng đó bà đừng có ân hận, bước ra khỏi nhà thân của bà tàn tạ, vì bà không còn gì, chỉ còn hai bàn tay trắng là lớn lên đi, là đây không còn cái gì đâu. Tại sao ông lôi thằng Bảo ra để làm cái gì chứ? Để vợ cực đen tối được phơi bày chứ làm sao? Ông dựng lên câu chuyện vay mượn thế nào? Đừng đóng kịch nữa, chuyện của bà như tròn vai. Con thấy chưa Dân? Ông dọa ly dị má đó, và má phải ra mình không, con có thấy chưa? Sao con dại vậy Dân? Nếu má biết con muốn chồng á, thì má gả con cho một người đàng hoàng nào đó. Đằng này con dại chi đi lấy ông già? Bên ngoài á, con thấy râu ria gần ngã bạc màu, chứ trong lòng ổng là râu xanh đó. Ê, không có chửi nghe. Tôi chửi ra sao? À, già mà râu xanh còn đỡ hơn á, là bà già còn lấy con nít. Bây giờ bà muốn gì? Tôi có muốn gì đâu. Tôi muốn an ủi vợ nhỏ của ông mà. Ừ, dân của tôi mà có bề gì, bà không yên với tôi đâu. Ở nhà lo an ủi nó đi. Nếu bà để dân khóc hoài á, tôi không chịu nổi. Tôi đi sớm chút à. Dân à, má à, ủa không phải, chị thoát đầu á, chị nổi nóng vì ghen tuông, nhưng bây giờ thì chị hiểu ra rồi, đàn bà yếu lòng trong giây phút thiếu nghề suy. Chính trẻ cùng như em, vì yêu lòng nên bị thằng Bảo lái xe. Làm hôn với chị đây nên chị không mà nói với ông được gì, cũng như em trong phút giây yêu đuối nên mới lạc lòng. Em không kịp nghĩ suy. Bà ơi, sao bà biết tôi không nghĩ suy? Để cho một ông già cướp đi đời con gái, chính bà khi lớn lên cũng đâu muốn cho đời mình ngang trái, để cho kẻ giả tâm nó ám hại thân. Thank you.
bạc cũng không bằng kẻ gã kinh. Chính tôi lầm ông bà trong viện mồ côi thuở trước, nay biết được rõ ràng thì tâm dạ quá xấu xa. Bà lớn lên được chồng cưới, bà đâu hiểu cho người ta. Đã phá đời tôi còn phá luôn những gì là hạnh phúc. Nếu bà nói đàn bà yếu lòng thì tôi không dám cãi, nhưng chồng bà giết hại thân tôi cho đến trọn đời. Dùng thủ đoạn đê hèn dụ cho tôi uống thuốc, cơn loạn mê cuồng làm tan nát cuộc đời tôi. Bà ơi, còn gì ước hiếp cho bà nữa thôi. Chắc tôi phải quy kiếp thân tôi cho rồi. Ê, đừng có làm vậy em ơi. Em không nghe ông nói sao? Em mà có bề gì á thì chị cũng chết luôn với ông đó. Chị cũng khổ lắm em mà. Gia tài này do chị và ổng cùng nhau tạo dựng, ở với nhau gần 20 năm trời. Dù có khổ đau thế nào chị cũng chịu đựng, vì ổng muốn có một đứa con, mà chị với ổng thì không có một đứa con nào. Ông vẫn thương, vẫn ăn nói ngọt ngào. Đến khi chị thất thân với thằng tài xế, ông bắt đầu lạnh lùng, không còn kính nể như xưa. Em ơi, nếu ông đưa ra tòa thì kể như chị trắng tay, mà chị có làm lớn chuyện thì cũng không có ai giúp đỡ. Chỉ bằng bây giờ chị em mình tương trợ, chị sẽ lo cho em như người vợ lo cho chồng. Nói thiệt với em, chị muốn lén lút với thằng Bảo tài xế để có một đứa con cho ổng. Không ngờ ổng bắt được rồi ổng kết tội chị. Em à, khó ngủ lắm phải không em? Uống viên thuốc này cho dễ ngủ. Thuốc này thuốc khỏe, thuốc an thần nữa, không sao đâu. Chị không có hại em đâu, em đừng sợ nghe. Nè, cầm đi. Nếu viên thuốc này là thuốc độc càng tốt cho tôi. Ý không có đâu em, chị tốt lắm, không cho em uống thuốc độc đâu. Ngủ đi nha em. Bà Hưng à, cầu trời nếu dân sanh con trai thì phước đức cho dòng họ biết bao nhiêu. Bụng dân một ngày một lớn, tôi sợ tiếng đời dị nghị, nhất cái là tên tuổi của ông. Tôi chỉ cần có con, chứ đâu cần tên tuổi. Nhưng dù sao nó cũng là con nuôi. Ông mà, ông nghĩ sao về cái chuyện này? Mình còn cái biệt thự trên Đà Lạt, hay là mình đưa con Vân lên đó, chờ ngày nó sanh rồi tính sao? Hay lắm, ông thực hiện ngay đi, để bể bạc ra là chết đó. Vô đây em. Làm gì đứng ngoài cửa vậy? Có nói gì thì ông nói đi, tôi không dạy như lần trước nữa đâu. Mình còn xa lạ gì với nhau nữa đâu. Sao em sợ vào đây quá vậy? Anh đâu có bị ổi nữa đâu mà em sợ. Thôi nói gì thì nói mau đi, tôi trở ra. Thời gian anh đưa em lên Đà Lạt để sanh nở, em có buồn anh không? Tôi đã đáp ứng nguyện vọng của ông là sanh cho ông một đứa con trai. Bây giờ
Tôi không muốn chung chạ với ông nữa. Em bây giờ em là sự hưởng thụ của tôi, coi như em là người chính thức của tôi rồi. Vâng. Buông ra. Đừng chống cự với tôi nữa mà. Buông tôi ra. Vâng em. Đừng chống cự nữa. Quá tan rồi ha. Bà vô đi phá tôi phải không? Đã thỏa mãn và đạt ý nguyện của ông rồi, ông còn ước muốn gì nữa? Nè nè, lần này thì ông đã vi phạm chứ không phải tôi à, nghe chưa? Mà muốn gì? Nếu cần muốn thì muốn liền. Tôi sẽ tri hô lên cho người nhà làm chứng. Sau đó gia tài sự sản này sẽ thuộc về ai cho biết. Ai sẽ trắng tay thì biết liền hả? Phải đám không à? Bỏ đi ăn giọng gì ăn đi. Ăn sao được ăn? Bà ơi, tôi van bà, xin bà hãy đem cô Tuấn qua ngủ với tôi. Không có nó, tôi không sao ngủ được. Vân à, phần cực nhọc á, chị đã gánh hết cho em. Em hãy nhớ lại xem. Tội nghiệp tôi bà ơi, bà. Còn muốn gì nữa mà em còn than gian? Sanh con khỏi nuôi nè, khỏi cho bú nè. Cái số của em á, quả là số sướng như tiên mà. Khỏi làm lụng, khỏi đụng móng tay. Em còn trẻ, không lẽ sống hoài như vậy? Không, tôi không còn ham muốn gì nữa đâu. Miễn làm sao mà cho tôi gần con tôi là được. Nhưng nó cũng là con của tôi trên pháp lý. Em còn trẻ, tương lai của em còn tràn đầy. Bây giờ chị đề nghị với em chuyện như vậy nè. Chị sẽ cho em một số tiền để em kiếm tấm chồng khá gì làm ăn. Không, tôi không cần tiền bạc gì đâu. Miễn sao tôi được gần bên con tôi là vui rồi. Nhưng nó không còn là con của em nữa đâu. Ba, trên giấy tờ nó là con của chị rồi. Chi bằng em cứ nhận đại một số tiền rồi để cô Tuấn lại cho vợ chồng chị. Còn gà mái thì còn gà giò mà em. Em có chồng rồi, rồi em sẽ sanh con. Lo gì không có đứa con để ẩm bồng. Bà ơi, tôi lại bà ơi, bà đừng đuổi tôi. Bà đừng bắt tôi phải xa cô Tuấn, đừng bắt tôi phải xa con tôi bà ơi. Ý chị đã quyết rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Thôi, để chị ra ngoài cho em nghỉ nha. Trời ơi, người ta đã dùng thủ đoạn hại đời tôi, còn tàn ác nữa bắt con của tôi nữa. Kìa, có gì đâu mà dân phải buồn, phải rầu, phải lo như vậy. Em còn trẻ, anh cũng còn trẻ nè. Anh Bảo, anh phải ra khỏi phòng tôi lập tức. Kìa dân, có gì đâu mà em đã nỡ đuổi anh như vậy. Bề nào thì em cũng đã thất thân với ông chủ Đại Hưng. Giờ đây tụi mình sẽ thành vợ thành chồng. Lương tháng của anh tụi mình sống dư đủ. Không lẽ trọn đời này em sống như vậy hoài sao? Ở với anh em sẽ sung sướng tấm thân. Tôi yêu cầu anh ra khỏi phòng ngay. Tôi đang đau buồn vì vừa mất đứa con. Thì mình ở với nhau sẽ sanh nhiều đứa sau này. Em đừng có buồn, anh sẽ lo hết cho em. Anh bước ra ngay. Còn không, tôi phải rời khỏi căn phòng này. Kìa dân, em muốn rời khỏi phòng này à? Đó, bây giờ em có la lên thì ông Đại Hưng không dám can thiệp. Vì ông đâu có danh nghĩa gì với em nữa đâu. Đúng không nào? Đến đây với anh. Đến đây. Đi ra. Đi ra mau. Trời ơi, quân khốn nạn. Sức em làm sao chống cự nổi với anh. Đến đây. Đến đây. Ông vô đây. Đó. Ông thấy chưa? Con vợ trẻ hiền hậu của ông là như vậy đó.
phòng riêng của ông mà nó dám rủ trai vô à? Ông còn binh nó nữa thôi. Thằng khốn nạn! Ây da! Đã rớ con bụi già rồi, bây giờ mày định thỉnh luôn con mẹ trẻ này nữa sao? Dạ. Ê! Thứ đồ đàn bà chắc nết, chết đi làm vừa, khốn nạn! Ngay bây giờ mày phải lấy quần áo ra khỏi nhà tao. Vì tao và ổng không có con nên tao thương mày quá mà. Mày còn làm trò dâm loạn vậy sao? Lập tức lấy đồ ra khỏi nhà ngay. Trời ơi, bây giờ người ta còn âm mưu hại tôi nữa nè. Trời ơi, trời. Dâng cho chị biết, âm mưu của ông Đại Hưng rồi đến âm mưu của bà Đại Hưng sắp xếp cho thằng Bảo tài xế để tìm cách tống khứ Dân ra khỏi nhà. Những chuyện chị vừa kể chứng tỏ đó là sự thật, không hề thêm thắt chi tiết nào. Minh à, chị có lỗi với em là chị đã giấu kín quá khứ của Dân. Chị biết mà chị không nói cho em nghe, mà Dân cũng muốn lường gạt em nữa. Khi em cầu hôn với Dân, Dân có nói với chị là có nên cho em biết sự thật về cuộc đời mình hay không? Nhưng chị đã ngăn cản với Dân. Chị nói đám cưới rồi cho em biết sao. Chị cũng tin rằng là một người từng trải như em. Em hiểu và thông cảm cho Dân. Chị cũng tin em thương yêu và rộng lượng. Gần năm trời nay em dằn vặt Dân thắng, cuộc sống như bị đọa đày. Tự em hiểu hay là Dân thú thật với em? Nếu Dân nói em càng thương thêm. Đêm đầu tiên em và Dân đồng phòng, em đã hiểu Dân có chồng. Vì em thấy vết nhăn trên vùng bụng và biết chắc Dân đã có con. Chị có lỗi với em là đã giấu kín chuyện này, nhưng thâm tâm chị muốn em yên bề giá thất và có được hạnh phúc bền lâu. Em ơi, Dân đã trải qua những ngày gian nan đau khổ, còn em là người từng trải giang hồ. Ghé bên này sống, bên khác em lại neo thuyền. Cứ như thế không biết bên nào vững chắc, nên chị và má muốn em phản hồi để hiền hậu dễ thương. Tuy dĩ dạng thật là cay đắng, còn nghĩ lại em cũng là người từng trải. Nếu có thương nhau thì hợp lý vô cùng. Chị thấy mấy người ít quan hệ xã hội, khi có vợ họ hay liêu lỏng sa đọa. Còn em, nay cô này mai cô khác, khi có vợ em lo sức chu đáo, bằng chứng chị cũng thấy đó. Rốt cuộc rồi nát bét. Minh ơi, trên danh nghĩa em và Dân là vợ chồng thì hãy nhìn về tương lai mà bỏ qua những gì là quá khứ. Chị biết thế nào em cũng giận dữ khi hiểu người mình yêu không còn chính tiết đến giao bôi. Chị đã kể rồi hoàn cảnh thật đáng thương, em hãy suy xét cho càng cùng để thương xưa. Má dặn chị chuyện này đừng cho em biết, hãy lo đám cưới cho xong thì chuyện cũng đã rồi. Sự
sượng hồ. Dụ về thuyết phục yêu dân làm đám cưới với dân. Chuyện kia giấu không nói cho em biết, để đêm động phòng em mới biết. Minh à, thôi thì đã hiểu, má vẫn đang chờ có cháu nội cho vui. Ờ, thì... Chị chờ em lâu dữ hả chị? Tại em mua cho đủ gia vị mới ngon. Để chị xuống với phụ với mợ nghe. Cậu chịu khó ngồi chờ, đừng có đi đâu hết à nghe. Cậu mà bỏ đi, chị giận lắm đó. Chị đã kể hết cho Minh nghe chuyện của em rồi. Chị đã kể hết cuộc đời em cho anh Minh nghe hả? Rồi anh ấy phản ứng ra sao hả chị? Suốt cuộc nói chuyện, Minh chỉ lắng nghe thôi. Trời ơi, không biết anh có tha thứ cho em không nữa. Vậy ra gần một năm trời, mợ chỉ đóng kịch cho chị và má với nội vui chứ gì. Chứ chị đâu có ngờ mợ đã trải qua một thời gian. Mợ chịu gian nan nhiều khắc khoải, lắm khổ đau lòng mợ sớm đang dài. Nhưng nay chị tin rằng bàn tay rộng lớn của thằng Minh bằng hạnh phúc, theo chị thấy thì hạnh phúc có đúng nghĩa hay không? Dân à, nếu Minh đã nhìn em bằng cặp mắt yêu thương thì thương hại là tầm thường. Với mình chỉ biết nó rất tận tường. Tâm của nó không bao giờ để bùng. Cậu ấy sẽ lòng em băng khoăn và hồi hộp, sợ anh Minh không như ý chỉ vừa rồi. Chị à, khi đời em càng thôi, mình chiên bánh xèo rồi dọn lên ăn. Chị còn tranh thủ về Mỹ Tho nữa, để xế quát hết xe đó. Dạ. Hôm nay anh về sớm. Vào sở làm, anh luôn luôn nhớ đến hình ảnh em và ôn lại một năm qua. Anh đã hà khắc với em nên không tài nào anh đây không nhớ phút giây em lừa dối anh. Vì chưa biết qua ngon ngành nên nỡ đành lạnh lùng sao lại.
tình còn gì cho nhau khi vết đau ăn vào tim anh. Bây giờ đã hiểu lòng em nên mau về để gần cùng em. Bao ngày trong lúc này anh hiểu rồi, chớ nghĩ gì thêm khổ phiền. Anh Minh rất cảm ơn anh đã rộng lòng, nhưng em rất sợ lo dễ dàng buồn ngày quá. Biết anh có rộng tình mà dùng thương, liệu nó qua tường có mong gì anh thứ tha. Dân ơi, chuyện xảy ra trong nghịch cảnh xót xa, chúng ta hãy cho nó lui về dĩ vãng. Miệng tâm hồn em đừng lãng mạn trong tương lai, thì đêm nay là đêm ta cởi mở chuyện tâm tình. Bỏ chuyện ngày qua, ta sưởi ấm lại lòng mình. Ngôi nhà này đêm nay quang vắng, ta khơi ngọn đèn lòng để đón tiếp một tình yêu. Em sẽ hết buồn, anh cũng hết quạnh hiu, sống lại với em anh sẽ bỏ hết đời lãng tử. Đêm nay kể như ngày chúng ta mới cưới, hai ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc tuyệt vời. Nào là hạnh phúc, thế nào là dĩ ngộ của tình yêu. Dân ơi, sợ tâm tôi bị thương đành ngủ yên dưới nắm mồ quá khứ, chỉ còn thực tế đêm nay là một năm trời ta sống như không khí ngừng lại, nay hạnh phúc đã mỉm cười như chào đón hai ta. Giống như con thuyền gặp bão đã lướt qua, nay trời yên lặng để cho chúng ta âu yếm. Tim anh yên lặng nay nó đã khởi điểm, vậy ta hãy quyện vào nhau cho tình nở muôn màu. Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng có lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm, bóng về qua thênh thang. Ôi áo xưa lộng lòng, đã xô dạt trời chiều. Như từng cơn nước dòng, xóa một ngày điều hiếu. Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đây. Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người.
như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Anh Minh, em tưởng đâu dĩ vãng được trùm lên hạnh phúc, giờ sống lại tình yêu mỗi lúc một thêm nhiều. Má em mừng hồng như thuở còn con gái, đêm nay hai bóng người sẽ sống mãi bên nhau. Nụ cười sung sướng nở trên môi mỏng đỏ, gian phòng kinh nhà mình là cửa ngõ của tình yêu. Ngày mai anh sẽ đem đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Anh có người chú ruột ở trên đó đó. Đà Lạt? Trước khi đi em sẽ viết thơ về Mỹ Tho cho chị hai. Nè, mọi thư từ á phải đưa anh xem trước đó à nha. Nói tiếng thơ vậy chứ em viết có mấy chữ thôi. Thơ gì mà có mấy chữ hả? Mà mấy chữ đó em muốn nói gì nè? Em muốn báo với chị hai là em hoàn toàn hạnh phúc. Cũng hay, cũng hay đó. Rừng này có nguy hiểm lắm không anh? Em cứ vững tâm ngồi trên xe này đi. Chú anh Phục Anh đó là một tay cừ mà. Trảng cỏ này có nhiều nai mển ra kiếm ăn thường lắm. Thỉnh thoảng có cọp nữa. Cọp ra đây để săn nai. Thôi anh, về anh à. Em nghe có cọp, em sợ quá à. Cọp xuất hiện ban đêm kìa, còn ban ngày thì ngay bây giờ. Bên cạnh anh cũng có một con, nhưng mà cọp cái rất dễ thương. Anh muốn gần em không cho xa một phút nào. Đó, anh cứ thiệt nè, em không có chịu. Nơi đây là chốn rừng nghỉ quan, nếu không chịu cũng có hai đứa mình. Anh nói thật tình dặn như vậy mới là lý thú. Ở đây có hai chúng mình, dặn chừng nào như vợ chồng mới cưới. Ở chốn phòng thép mình tự vô âu yếm, còn đây là chốn sơn lâm, có bề gì nguy hiểm tâm thân. Nè, em ngồi yên, có mồi rồi đó. Thấy chưa? Thấy lẹ chưa? Thôi, có thịt rồi. Buổi săn này kể như kết thúc. Để anh nhờ thợ khiêng con nai đó về. Tức ghê đó. Hai con mà nhắm ngay con mẹ bắn, còn con nai con nó nghe tiếng súng, nó quảng chạy mất rồi. Rồi chú nai con sẽ ra sao anh? Thì nó chết chứ làm sao. Sao lại chết? Căn cứ vào hai bầu sữa nai mẹ thì con nai con còn đang bú, bị dứt sữa nửa chừng thì nai con phải chết chứ sao. Nếu nó ăn cỏ được thì cũng khó sống, vì thiếu sự săn sóc của mẹ. Thiếu sự săn sóc của mẹ. Vậy thì tội nghiệp cho nai con quá. Vâng à, hình như em có chuyện gì buồn. Đêm nay chắc nó nhớ mẹ và nó sợ hãi lắm. Em nói nó mà nó nào? À, em nói con nai con. Anh lại tưởng em nói chuyện gì, té ra em nhớ chú nai con. Không hiểu sao mà em thấy em thương mất mẹ con.
một mình cuộc sống biết ra sao. Giữa bầy thú dữ đêm về nó biết trốn nơi đâu. Chuyện săn băng anh biết phải làm sao, kể ra cũng tội nghiệp cho chú nai con. Anh có cách nào để đem chú nai con về? Em ra công nuôi và lo lắng mỗi bề, cũng không có gì. Mẹ không dám đi xa, đặt bẫy ở khu vực này chắc sẽ bắt được nai. Vậy anh bắt nó về cho em nghe anh. Nhưng con nai nó còn bú làm sao nuôi? Em cho nó bú sữa bò, anh hứa với em nghe. Anh hứa đó. Chẳng những anh bắt con nai con về cho em, mà anh còn bắt cu Tuấn về cho em nữa. Em chịu không? Anh Minh, chị hai đã cho anh biết hết rồi. Sáng mai mình về Sài Gòn, và anh sẽ đến nhà ông Đại Hưng để thương lượng bắt cu Tuấn về cho em. Anh Minh, em cảm ơn anh. Anh Minh, ông kiến trúc sư tìm tôi có chuyện gì? Mời ông ngồi. Tôi là chồng của hôn thú của cô Dư Thị Mỹ Vân. Tôi đến đây vì chuyện của Tuấn, con trai của cô ấy. À, ông có thể nói rõ hơn. Vợ tôi cần có đứa con trai ở kề cận bên mình. Tôi đến gặp ông vì việc này. Chắc ông cũng biết rằng tôi là cha ruột của nó. Mà đã là cha thì không ai muốn cho con mình phải khổ sở. Như vậy ông cho rằng đứa nhỏ sống bên mẹ là khổ sở hay sao? Đúng vậy. Nếu vậy ông có hơi xem thường với gia đình tôi, chắc ông chưa tận tường. Tôi không khoe là giàu sang có địa vị, nhưng tôi bảo đảm thằng bé con của dân sẽ đủ đầy không thua ông hiện tại. Chưa có đoạn kết, chưa biết ai thắng bại, nhưng nể tình ông là kiến trúc sư, qua cung cách tôi biết ông là người tử trọng, thích đi thẳng vào vấn đề chứ không lật lọng. Tôi cũng xin nói với ông rất thẳng thắn, tôi không bằng lòng cô Tấn sống với dượng ghẻ được đâu. Tôi vào trại mồ côi để xác minh giấy tờ, biết ông xin dân về để làm con nuôi, đã lấy con nuôi đẻ một đứa con rồi, ông dùng thủ đoạn cho vợ ông đuổi đi. Dù trên là tuổi tác, nhưng tôi vẫn xem cô ấy như một người vợ hiền. Nhưng tôi đã lầm, cô ta không hiền đâu. Cô ta ngoại tình với tên tài xế. Tôi bắt quả tang đôi tình nhân đang ở trong phòng, vì lẽ đó mà tôi không thể thứ tha. Tôi đuổi đi vì sự phản bội chồng. Ông nói giỡn chơi ai nghe cũng tưởng thật. Ông cưỡng bức cô ấy đến lúc mang bầu, rồi sau đó vợ chồng ông văng bẫy đưa vào phòng, để tên tài xế vào rồi kiếm cớ đuổi đi. Tôi không cưỡng bức đâu, ông đừng có nói vậy. Có lẽ cô ta đã choáng mắt vì tiền. Tuy lớn tuổi nhưng tôi vẫn khỏe như thường, mèo thì mỡ. Làm sao tôi lại làm ngơ. Ông nói hơi nhiều, tôi thì chỉ vắn tắt. Ông giao cô Tuấn, nếu không tôi ra pháp luật liền. Ông hăm dọa tôi à? Bằng cớ đâu? Cứ cho rằng cưỡng bức, sao lúc đó cô ta không thưa liền? Ăn ở với tôi, vợ tôi cũng vui lòng chấp thuận. Nhưng tôi giận cô ta vì cái tội ngoại tình. Tôi đuổi đi như cô Tuấn là quyết nhục thâm tình. Còn muốn thưa kiện gì hả?
tôi cũng xin hầu ông. Ông đừng thách thức, chuyện cưỡng bức 10 năm sau cũng có thể kiện được mà. Phải có bằng chứng chứ. Dân dân, dân sẽ kể hết chuyện đó trước chính quyền và đề nghị chính quyền lập lại hiện trường. Chào ông. Ai chứ thằng này, nó dám chơi lắm à. Quang hô kỳ tích của người hùng nghe. Ủa, chị hai, chị lên bao giờ? Có gì mà chị vui dữ vậy? Chị lên mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu đi đâu mà đi biệt tâm biệt tích vậy? Ủa, bộ dân không nói cho chị nghe sao? Rồi dân đâu mà để cho chị ngồi một mình vậy? Bỏ đi rồi. Cậu làm gì mà vợ cậu giận hờn bỏ đi vậy? Bỏ đi? Ừ. Chị chỉ giỏi bịa. Nói thiệt với chị, bây giờ em có đánh đuổi dân cỡ nào dân cũng không đi đâu. Cá với chị đó. Trời ơi, chắc ăn quá ha. Cá làm sao đây? Thôi chị ơi, giấu đầu lòi đuôi rồi chị ơi. Dân bỏ đi mà chị lại vui mừng vỗ tay hoan hô à. Hay lắm. Nhưng mà em đi đâu lâu dữ vậy? Em đi công chuyện quan trọng lắm. Nhưng mà thua rồi. Ủa, thua vụ gì? Vụ chị đã nói cho em nghe đó. Vụ cô Tuấn đó. Người ta đã hợp thức quá cô Tuấn hồi mới đẻ lần chị à. Mở nó à. Lên đây đón Đức Lăng Quân về nè. Dân, em sao vậy? Bệnh hả? Dạ không, em có ốm đau gì đâu. Không bệnh. Sao anh thấy mặt mày em tái mét vậy? Đừng có giấu anh nha. Bỏ người ta đi hoài à, giờ là bộ lo lắng nữa. Ừ, tẩy chay cậu ấy đi mợ. Coi ai thắng với ai thua cho biết à. Có gì vậy dân? Cho anh biết đi. Tội nghiệp anh mà. Đó, cấm mợ không được tiết lộ nghe. Đây là bí mật quốc gia, mợ không được nói, để thời gian tự tìm hiểu. Đúng là dân đã bệnh đi rồi đây, mình ấy vẫn lạnh ngắt như vậy. Chị hai chị biết bệnh gì không? Chị làm ơn nói em nghe. Nè nè nè, chuyện đâu còn có đó mà bình tĩnh đi cậu. Cái chuyện này cũng tại cậu mà ra. Nè khôn hồn thì chủ nhật này cậu phải chở mở về miếng thôi, để cậu còn tả lỗi với gia đình. À, chuyện đó cũng dễ thôi. Em sẽ về Mỹ Tho để xem chuyện gì cho biết. Cái thằng em trai mà chị không thương ngày mến, tối ngày cứ mãi hăm dọ này kia. Chị thấy em đang lo cho vợ em nè. Dân, có chuyện gì vậy em? Hãy nói cho anh biết coi. Bộ không thương anh sao mà em lại kính miệng? Thôi được rồi mở nói đi. Nhưng với điều kiện về sau, cậu không được làm Phật ý vợ mình. Cậu phải hết lòng thương yêu. Hỏi dân, có lúc nào em không nuông chiều mà chỉ nói tội nghiệp cho em? Nói thì giữ lời nghe chưa. Được rồi, bây giờ thì mở dân công bố đi. Thấy em không ăn cơm được mà anh không hiểu sao? Hôi cơm tanh cá ủa mửa hoài ha. À, vậy là em đã vậy là tôi được làm cha con nít rồi. Đó nghe, nhớ nghe, chủ nhật này á cậu phải đích thân đưa mợ về Mỹ Tho thông báo tin vui cho má và nội hay, để nội và má mừng có cháu đó nghe chưa. Dân, em giỏi quá, vợ yêu quý của anh.
chết trong nhau, nhưng tình vẫn dồn dàng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng. Nhưng ngón tay ngài ngùng đã du lại tình gần, như ngoài khơi xa đồng, hết cuộc đời lênh đênh. Người ngỡ đã xa xứ, nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ. Như bờ xa nước cạn, đã chìm vào cơn mưa.